xem trọn vẹn chương trình YouTube Music Night lần đầu tiên xuất hiện tại Việt Nam trên kênh YouTube V Talent. Thì bây giờ là sẽ đến một giọng ca của một chàng trai. Dạ rồi, để nói vậy thì để cho Chun nói cho. Và thưa quý vị, hôm nay khi mà đến với Phan Rang thì Chun có rất là nhiều cái điều gọi là cảm động mà. Khi mà đến với làm muối của chúng ta thì mình lại càng thấy thân thương hơn. Bởi vì ở những nơi đó có những cái tiệm tạp hóa nè, những cái quán chè nè, những cái nơi rất là gần gũi và dễ thương. Và làm Chun nhớ đến một cái khoảng thời gian mà hồi lúc mà mình còn nhỏ, hồi mà năm 1990 đó, mình có nhiều cái ký ức tuổi thơ. Và hơn nữa mà ngày hôm nay mà người anh mà đến với chúng ta lại là anh Ưng Hoàng Phúc nữa, cái người mà giống như là thần tượng của Chun. Không biết là chắc chắn là Huy và cả chắc các chắc em ở đây và tất cả những người ở đây thì anh Ưng Hoàng Phúc cũng là một thần tượng một thời, đúng không? Dạ. Làm cho Chun muốn hát một ca khúc được mang tên là 1900 hồi đó. Trong hồi đó, bọn mình ngồi bắn đi ngoài ngõ. 1900 hồi đó, cuộc sống thế nghèo khó, nhiều thứ môi chẳng có. 1900 hồi đó, mẹ ngồi chè tống bên quạt gió. 1900 hồi đó, một bữa cơm thịt kho là rất chi này nọ. 1900 hồi ấy, cả bọn ngồi gấp con hạt giấy. 1900 hồi ấy, nào lá thư chuyển tay, nào đá câu nhảy dây. 1900 hồi ấy, nhà nào mà có đầu may là nhất rồi đây. Cả xóm tụ về đây, ngồi biết xem cả ngày. Những lúc bé thơ là la 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 la, cứ nghĩ cứ nhớ thế thôi là la 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 la. Nhớ khoảnh khắc với bạn bè, nhớ lời hứa với cha mẹ, nhớ khi ta từng sống hết mình vì đam mê. Cuộc sống cứ thế trôi làm ta quên, làm ta quên. Quên đi ta cũng biết rung động và cũng từng thương nhớ. Quên tình yêu thuở ban đầu, ta vừa trao tiếng yêu đầu nhưng như chẳng gật đầu. 1900 hồi đó, bọn mình ngồi bắn đi ngoài ngõ. 1900 hồi đó, cả lũ chung một ngõ, mỗi tối ăn mì gó. 1900 hồi đó, yeah, mình chẳng quên ngày đó. Oh, oh, oh. Ngày cả lớp buồn xo ôm nhau khóc thật to, ngày chia tay học trò. Yeah. Hey, tay mọi người đâu hết rồi ạ? Bên phải đâu ạ? Bên trái đâu ạ? Ok. Những lúc bé thơ là la 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 la, cứ đi cứ nhớ thế thôi là la 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 la. Nhớ khoảnh khắc với bạn bè, nhớ lời hứa với cha mẹ, nhớ khi ta từng sống hết mình vì đam mê. Cuộc sống cứ thế trôi làm ta quên, làm ta quên. Quên đi ta cũng biết rung động và cũng từng thương nhớ. Quên tình yêu thuở ban đầu, ta vừa trao tiếng yêu đầu nhưng người chẳng gật đầu. 1900 hồi đó. Ủa sao đang ngủ trễ vậy? À, con cũng đang sắp quay, còn quay đang ở Phan Rang. Gọi hỏi mấy nay cái răng đỡ chưa mà? Thì răng thì đâu có gì đâu. Ăn ngon miệng chưa hay là vẫn còn chắc cũng phải để từ từ có cái sức lực đó con ơi. À, nhưng mà mấy ngày nay cũng ăn đủ ba bữa bình thường hả? À, thì bố phải chia ra nhỏ ra thức ăn vậy đó, ăn mới được chứ không thôi không ăn thì nó cồn cào. Tự nhiên cái mua về cái ăn không được. Vậy hả? Rồi sao khó vậy ta? Bữa con đi Phan Rang chừng nào con mới về? Mai con quay xong là ngày mốt á, ngày mốt chắc chưa
chưa đi xe về luôn. À. Có gì ngày đó thì em gọi cho ha. Qua chơi. Ok. À, vậy thôi thì con đi tập luôn nha bố. Rồi, ok. Rồi, bọn em ngủ ngon nha. Dạ vâng. 1900 hồi đó. Là cuốn phim thật cũ. Nhiều lúc ta bỏ quên, chẳng mấy khi bật lên, nhưng mãi luôn ở đó. 1900 hồi ấy đã trôi xa như áng mây. 1900 hồi ấy là chiếc quạt giấy làm mát tâm hồn ngày. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Cảm ơn các bạn luôn à. Trời ơi. Cảm ơn gì? Chúng tôi tính tiền hết mà. Tính tiền? Tiền vũ công chứ. 50 ngàn một người vui vẻ quá trời. Anh Huy. Ơi. 50 ngàn. Đúng rồi. Sao rẻ mặt anh vậy? Anh nhảy như vậy mà anh lấy 50 ngàn. 50 ngàn chứ chắc nó trả em nữa đó. Chứ đừng đòi hơn. Quá trời. Bạn Du là mình gợi nhớ một cái khoảng thời gian mà chúng ta nghe radio để ha. Chính bật xác. TV đúng những khung giờ mà có những chương trình mình yêu thích, mình canh, mình coi cái bài nào đứng top đầu, rồi bài nào top 2, ca sĩ nào đặt giải. Đúng rồi, coi có thần tượng của mình hát tối nay không, rồi ngày xưa là em hay gọi lên tổng đài để mà yêu cầu các ca khúc ngày xưa trên điện thoại đó anh. Đúng rồi, cái đó là chương trình là gửi thư á, thư mà hồi xưa có làn sóng xanh nè, rồi còn có nhịp cầu âm nhạc, vân vân và vân vân, rất là nhiều. Giống như là ngày hôm nay chúng tôi nhận được một bức thư từ nhóm bạn của La Cà Hát Ca muốn gửi đến tất cả khán giả tại Ninh Thuận. Có không? Chúng tôi yêu các bạn rất nhiều. Wow. Anh vừa mới nhận được một món quà nè. Gì vậy? Một món quà rất đặc biệt từ chị Thumbs ở vũ trụ trái đất. Gửi phát nhanh. Gửi phát nhanh xuống. Đó chứ. Ôi! 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 Cái gì vậy bà nội? Mình đó, anh. Em cũng mới thấy một cái gì đó em cũng hơi giật mình. Đó chính là những phiên bản khác ở những hành tinh cách trái đất khoảng tầm mười mấy ngàn năm ánh sáng. Có một cái hành một hành tinh song song. Song song. Chứ phải chúng ta đúng không? Không phải chúng ta. Ok. Không phải chúng ta nha. Ôi chị thân. À, bức ảnh đầu tiên anh sẽ cho lắm của em. Để coi chung quân ở một. Ok, không nhìn luôn. Hành tinh khác là như thế nào? À, đây. Ê. Thật ra style mà. Style mà. Đẹp trai ốm. Ngày này là 2010 đi thi idol nè. 2010 á hả? Trời, 18 tuổi đó. 13 năm á hả? Dạ. 13 năm chứ gì? Tính ra là bún sữa đều 13 năm luôn á. Ờ. Không có gì khác nhau. Không thay đổi gì luôn. Ờ. Nhưng mà 13 năm em vẫn giống gì chứ. Y chang em ơi. Đứng tỏ là em không giao kéo nha mọi người. Không giao. Rồi. Nhưng mà thứ hai, ui chà, lão đại lòng anh nè. Đây. Lão đại, à, nay mấy tuổi vậy? Mày cái này là tầm cỡ 20. Trời ơi, giờ em mấy rồi? 25. Ủa, 5 năm trước? Dạ đúng rồi. Không phải gì lắm. Hôm nay là rap chưa? Dạ rồi, rap là nổi tiếng luôn rồi. Ồ. Ngày Black Cam nó còn thích thể hiện những cái phần đen tối của mình ra nhiều lắm. Nhưng mà sau này cảm thấy những cái phần này ảnh hưởng mình rất là nhiều. Mình cũng thay đổi đi nhiều hơn. Thì lúc này là em còn nhớ là đang quay cái cypher chung với Ricky Star. À. Hồi xưa là Ricky Star còn từng là giám khảo của em một cuộc đấu rap ở Long An nữa. Vì sau này Ricky Star có từng làm ở công ty em thời gian luôn. Ồ. Bất ngờ. Em không tưởng tượng cảnh, ví dụ bây giờ Black Cam mình sẽ rap một bài kiểu cute kiểu... Kiểu Ricky Star. Kiểu Ricky Star. Cho hỏi là mấy giờ rồi vậy ca? Có thể là taxi ơi. Đúng rồi. Rồi tiếp theo là ai vậy? Đây, bức ảnh này là bất ngờ nè mọi người. Trời ơi. Wow. Tấm bói. Đúng rồi. Best. Cái này thì rất là sắc sảo rồi. Đó chính là tấm hình năm 2019. Em được golden ticket vào Hollywood Week của American Idol. Hi, my name is Mira Tran, and I'm from Vietnam. I'm Vietnamese. I'm 19 years old, and this is my first year in the United States. Trong vòng khoảng 3 tháng sau khi theo đuổi trong cuộc thi American Idol thì em dừng lại ở top 40. Là em xém một chút xíu là được vào top 20 rồi. Cái vòng đầu á là em hát One Night Only, còn cái vòng cuối cùng của em hát thì là em hát bài How Far I Will Go. Thì hát đó là một ca khúc trong nhạc phim Moana của Disney.
Hát thử nghe coi. Cho em sạch cái lời cái được không ạ? Em hát theo cái nhịp đó hay lắm. When the sky begins to see, it calls me. For it goes, if the wind in my sail on the sea stays behind me, one day I'll know how far I'll go. Hi. Ca khúc này em đã từng hát lời Việt và em chính là nữ diễn viên lồng tiếng cho Moana của Việt Nam, phiên bản Việt Nam. Thì ca khúc này tên tiếng Việt là Chặng đường bao xa. Cái thông điệp của nó là một cô Moana còn rất là bé mà giăng buồm ra khơi để cứu cái hòn đảo của cổ thoát khỏi cái cảnh mà bị héo, bị khô, bị khô cạn, bị một hòn đảo đang chết dần, chết mòn. Thì bạn sẽ không biết được là bạn sẽ đi bao xa nếu như bạn cố gắng. Nó mang một cái thông điệp rất là tích cực để cổ vũ cho các bạn trẻ, các bạn đang theo đuổi ước mơ. Cứ cố gắng hết mình thì một ngày nào đó mình sẽ nhận được một cái kết quả nó xứng đáng với lại những gì mình bỏ ra. Là how far em go, tức là tầm 40 đúng không? 40. How far em go? Dạ em 40. Em đoán thử cho anh biết đây là ai. Đây là một người đàn ông. Em thấy đó là đó chính là người mẫu báo học trò đồ đó anh. Cái đẹp luôn đồ đó. Đắp bồ. Cái này đây chính là hot boy Phạm Duy Thuận ngày xưa nè mọi người. Ngày xưa đọc bác mực tím rồi ha, còn hay thái lắm. Đúng không? Xin lỗi, hồi xưa rất là style nè mọi người. Anh là xin lỗi nha. Đây là kỷ niệm luôn á. Đây là lần đầu tiên anh đi Đà Lạt chơi xong rồi về. Xong rồi bố mẹ hỏi tại sao mà đen thui thùi. Thế anh nói là đi Đà Lạt không biết tại sao cứ đưa mặt lên trời cứ tưởng mát á, mà cuối cùng về đen thui. Đà Lạt anh nghĩ là đây. Thời tiết này nó lạnh là hôm nay đen nha. Mình về cũng đen đó. Nhưng rất đen nha, nắng Đà Lạt nó cũng đen nha mọi người. Anh sẽ ốm nhìn tôi ha. Nhưng mà bây giờ là hồi xưa là giờ cũng y chang hả? Có không? Y chang. Thì cũng tươi hả? Y hệt. Y hệt. Không khác cái gì. Ủa? Hình của bạn đó là bạn em kim không? Đây, em kim đây. Đây. Ê đây rồi. Nhóm nhạc. Đây à. Nhóm nhạc đây. Đem qua đây. Ủa là ai? Ai là Huy vậy? Đúng ra luôn á chị. Cái này người ta gọi là mặt nè đúng không anh? Mặt nè. Mặt nè đó. Bây giờ người ta có một câu dành cho bức cái hình biểu cảm đó là tưởng vậy là ngầu đó. Đây là nhóm nhạc D&D là đi xa lắm. Là cứ đi hoài. Một người tên là Dương, chắc chắn là Dương rồi. Đúng rồi, Dương. Đang D&D rồi á. Dương, còn N là chắc là Ngọc. Không nhớ tên bạn mình luôn rồi, okay. Lâu quá rồi không nhớ nổi. Chỉ nhớ là một anh ở Cà Mau, một anh ở Đà Lạt và một anh ở Sài Gòn là ba anh đó. Rồi sao ba anh này sao gặp nhau mà tự nhiên hát lên hay vậy? Ngày xưa mà là luôn. Rất là mê hát à. Nhưng mà không có cơ hội đi là hát mấy nhiều tuổi? Lúc này hình như là mới có 18, 17 tuổi à. Rồi thêm một món quà nữa cho anh Quy. Đâu? Tăng ôi. Hình này gì mà mẹ không xá hết trơn rồi. Hình này xé ghê. Hay sao vậy? Toàn là những cái hình nó biết làm gì mà có hình chú mỏ trận mơ của tôi. Thế là biểu thủ tiêu hết rồi. Thì cũng quay rồi. Cái này là này không những chị kỷ niệm là biết sao? Là trong top sinh giỏi của trường được đi Thảo Cầm Viên. Vườn bông. Như là đi vườn hoa thành phố anh nói đại đi mày đặt Thảo Cầm Viên. Hồi đó tôi học học sinh giỏi mà sao nãy anh tâm sự với em là anh lên quá có 4.2 lần. Không phải, cái đó là 3 rồi. Mọi người anh khiêm tốn thôi. Thông báo mọi người biết tôi đã từng đi thi cờ vua cấp thành phố rồi. À, lớp mấy? Cấp 2. Thôi cũng được. Thôi cũng được. Nói về thanh xuân thì có nhiều khía cạnh lắm. Mỗi người sẽ có một cái khoảng trời thanh xuân riêng. Thanh xuân như là Jun thì cũng sẽ có nhịp số cái gì nỗi buồn như là tan nhóm chẳng hạn đúng không? Mira thì cũng sẽ có một khoảng thời gian bị stress nữa. Becca là có những cái thanh xuân đầy bạo lực. Em nghĩ có một hướng đi khác. Nhưng mà Jun nghĩ cái gì nó cũng vậy mọi người. Tất cả những gì trong quá khứ đều xảy ra đều có một cái lý do của nó. Chắc chắn nó phải xảy ra như thế để chúng ta có một cái ngày hôm nay và chúng ta có cơ hội được ngồi đây. Nên giờ nếu mà tụi mình ngồi đây mà nhìn lại không cần phải nuối tiếc gì hết, không cần nuối tiếc. Nói chung là mỗi người một kỷ niệm đẹp ha. Và cảm ơn rất là nhiều bởi vì ngày hôm nay, giống như là ngày hôm nay nè, 3 năm anh em còn gặp nhau ở đây cũng là một phần của thanh xuân mỗi người. Sau này về kể con cháu nghe, ngày xưa cũng đã từng ngồi với là chú Jun. Không, anh giấu chuyện.